Dạ, kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước Kính chào quý cô chú anh chị Chào quý cô chú anh chị đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Chuyên review nhà đất vườn chính chủ Hiện tại buổi trưa hôm nay Thanh đang đứng ở đây là ngay mặt tiền lộ nhựa Thuộc của ấp Bù Tam, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốt, tỉnh Bình Phước Thanh quay và giới thiệu cho cả nhà cùng theo dõi với em Một mảnh đất mặt tiền lộ nhựa Chất đất là đất đỏ ba gian Trên mảnh đất của mình thì có vườn tiêu, điều và có cả cao su và tổng cộng cái mặt tiền lộ nhựa thanh năng quay ở đây mình sẽ được sở hữu là 20 m và bung hậu ra với tổng diện tích là 3015,8 m vuông tương đương với hai cạnh của mình, chiều dài sẽ là 171 và 164. Hình thức sử dụng của mình là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là cây lâu năm và đường của mình ở đây là đường thông, test thông tin quy hoạch là đường phun hồng thổ cư. Còn thổ cư ở đây của mình mua dao động từ 25 tới 30 mươi triệu trên 100 mét đất thổ cư. Những tiện ích lô đất hôm nay thanh quay là có cát, điện wifi của nhà nước chạy dọc trên con đường của mình. Con đường của mình ở đây là con đường thông, cách khu dân cư, nhà cửa là tương đối gần. Vị trí lô đất thanh năng quay ở đây để quý cô chú anh chị di chuyển ra ngay khu chợ nhỏ, trường học, trạm xá của Bù Ta mình sẽ dao động vào bán kính là 2 km, còn di chuyển ra đường tỉnh lộ sẽ dao động vào 4,4 km. Hướng cái mảnh đất hôm nay thanh quay sẽ là hướng tây nam nha quý cô chú anh chị của mình. Đó. Thì mọi thông tin quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp với Thanh qua hai số điện thoại là 032 93 717 hoặc 0362 176 779 để gặp chủ cũng như trao đổi về giá và sổ. Chủ của mình ở đây sẽ gửi vị trí là từ tay Thanh chỉ đây quý cô chú anh chị mình. Cạnh đây của mình chạy thẳng xuống chiều sâu sẽ được là 171 m Từ đây của mình chạy thẳng giáp với vườn cao su sẽ được là hai chục mét và cạnh bên đó của mình chạy thẳng xuống sẽ được là 164 trăm mét sổ của mình ở đây chủ nhà sẽ cắt là đầu đuôi vuông vức chủ nhà bán hết là 143 triệu trên một ngàn mét vuông mọi thông tin cả nhà sẽ kết bạn hai số điện thoại cũng đồng thời là zalo của thanh ha ngoài ra quý cô chú anh chị đã theo dõi được cái clip của em thì cho em một nốt like một nốt đăng ký cũng như nhấn một nốt chuông để đón nhận những video thanh quay và gỡ lên hàng ngày rất mong sẽ có những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của quý cô chú anh chị của mình đặc biệt quý cô chú anh chị mình yên tâm video hình ảnh thanh quay ở đây hoàn toàn là thực tế giá không ảo không kê cả nhà mình lên sẽ có địa chính cũng như gặp chủ và kiểm tra qua sổ trước khi mình mua bán nha cả nhà còn con đường đây của mình đồng thời là con đường thông cả nhà di chuyển lên sẽ có tên gọi đặc trưng ở đây gọi là dốc cây xoài nha quý cô chú anh chị còn đây tới đây là giải toàn bộ 20 mét mặt tiền mà thanh vừa di chuyển. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào trong để xem cái mặt bằng cũng như là chất liệu của lô đất của mình. Khi mà cái mặt tiền đầu tiên đây của mình thì hiện tại là chủ nhà của mình là đang để điều. Mình chỉ di chuyển vào khoảng 30 mét nữa thì chủ nhà sẽ trồng toàn bộ là tiêu. Cái lô đất đường trước đây của mình là nhà nước đã có làm đường cống thoát nước. Đó là rất chi là thông thoáng và đảm bảo. Chất đất của mình ở đây là đất tốt, đất đỏ ba gian quý cô chú anh chị mặt bằng nhìn chung thì lô đất của mình ở đây là bằng phẳng không nhấp nhô không gồ ghề hơi lải nhẹ quý cô chú anh chị mình đó vị trí lô đất thanh đang quay ở đây để quý cô chú anh chị di chuyển từ thành phố hồ chí minh lên sẽ dao động vào bán kính là 150 tới 160 km tùy theo khu vực của cả nhà mình di chuyển còn nếu từ bình dương mình di chuyển lên sẽ dao động từ 100 tới 110 km, còn gần hơn như đồng xoài à, trơn thành di chuyển lên trên tụi em chỉ dao động từ 60 tới 70 km tại nhà mình nha đường đi lối lại nếu như quý khách hàng của mình mà chưa thông thạo thì thanh mời kết bạn với zalo của em thanh sẽ gửi vị trí cho quý cô chú anh chị mình di chuyển một cách an toàn còn như cả nhà mình đã thông thạo đó thì cả nhà di chuyển lên tới trung tâm hành chính hoặc là chợ thiện hưng thanh sẽ ra đón và dẫn quý cô chú anh chị mình vào để mình kiểm tra qua video hình ảnh mà clip hôm nay thanh quay và ngược lại, nếu như cả nhà mình đang bận công việc, chưa sắp xếp lên được mà thấy cái nguồn đất xào thanh quay đây ở ý và phù hợp thì gọi điện cho em, thanh sẽ chạy tới gặp chủ để cho quý khách hàng trao đổi trực tiếp với chủ nhà luôn nha quý cô chú anh chị mình. Dạ đây, thì vừa rồi là Thanh vừa di chuyển hết khoảng 3 chục mét Cái phía đường trước của mình là vườn điều Kế tiếp nữa ở đây của mình là một vườn tiêu cực kỳ đẹp luôn ranh giới của mình ở đây thì được phân biệt bằng một đường mương múc nhỏ Từ đây của mình hắt sang bên đây là lô vườn cao su của nhà hàng xóm Còn ở đây của mình là toàn bộ cái vườn hồ tiêu đẹp như thế này luôn quý cô chú anh chị còn cái cạnh đây của mình chiều dài sẽ là 171 và một cạnh là 164 nha cả nhà. Đó chiều dài của mình là tương đối dài. 3015 m2, chủ nhà bán là 143 triệu trên 1000 m2 thì với 3000 m2 mình sẽ chi phí hết là 430 triệu. Chủ nhà bao sang tên sổ sách cho quý cô chú anh chị với một lô đất cả nhà để ý này hồ tiêu năm nay là lên giá mình đã giao động trên 200 ngàn trên một kg và trên mảnh vườn đây của mình thì chủ nhà đã trồng toàn bộ là hồ tiêu và tiêu của mình ở đây là đang còn tương đối là rất chỉ là đẹp luôn đó thì quý cô chú anh chị có thể tham khảo để mình sở hữu một mảnh đất vườn nha quý cô chú anh chị mình đây dạ thì trong thời gian thanh quay cạnh nhà thấy phù hợp thì liên hệ trực tiếp cho em ngoài ra quý cô chú anh chị sẽ nhất tiếp vào trong kênh của em là đỗ thanh nhà đất bình phước để tham khảo về những video thanh quay từ đất nền đất xào đất kèm nhà rất mong sẽ có những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của quý cô chú anh chị của mình dạ thì trong thời gian thanh quay và giới thiệu cũng như trong công tác phục vụ quý cô chú anh chị mình nếu như thanh có điểm nào đang còn khiếm khuyết rất mong quý cô chú anh chị sẽ góp ý để thanh hoàn thiện hơn và khắc phục bản thân tốt hơn để gửi tới quý cô chú anh chị những sản phẩm cũng như trong trách nhiệm công việc Thanh sẽ làm tốt hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của quý cô chú anh chị của mình. Còn những đặc trưng cũng như đảm bảo về pháp lý của những nguồn đất Thanh quay thì quý cô chú anh chị sẽ yên tâm. Đó là đất của mình là không quy hoạch, không tranh chấp, không kê biên. Đất của mình thì trong quá trình như là mình đăng ký thổ cư hoặc là chưa lên thổ cư làm hàng rào, xây nhà thì cả nhà sẽ liên hệ trực tiếp riêng với em để anh được gặp gỡ và trao đổi cụ thể để hai bên mình có thể hiểu nhau đi đến thống nhất và trong công việc có thể làm hoàn thiện những cái yêu cầu riêng của cá nhân của mỗi khách hàng nha đó dạ thì nãy giờ là thanh đang di chuyển và quay cho quý cô chú anh chị cùng theo dõi với em một mảnh đất vườn mặt tiền lộ nhựa đất xào chủ nhà cần tiền gửi bên tụi em quay bán nằm tại ấp bù tam xã hưng phước huyện bù đốp tỉnh bình phước em được chủ nhà gửi bên em quay bán là một trăm bốn mươi ba triệu trên một ngàn mét vuông do cái chiều dài của mình nó dài nên quý cô chú anh chị sẽ khó quan sát còn trong quá trình mua bán đó, mình sẽ có địa chính đến để đo đạc cắm mốc cắm danh cho mình nha quý cô chú anh chị mình đó thì mình cứ chạy thẳng thôi chạy thẳng là tới hết cái lô đất của mình sẽ được là 3015 mét vuông quý cô chú anh chị mình đó bây giờ thì thanh sẽ di chuyển lại đó để cả nhà cùng nhìn lại một tí xíu nữa ha rồi ngoài ra thì thanh sẽ xin kết thúc video để cả nhà có thể là tham khảo và cân nhắc cái nguồn đất hôm nay thanh quay đó đây hai quý cô chú anh chị mình Thì hiện tại là đã di chuyển tới cái đuôi của lô đất rồi này cả nhà Đó từ đây của mình Giáp với nhà hàng xóm là chạy sang bên đây của mình Cũng được là 20 mét Chủ nhà sẽ cắt đầu đuôi vuông vức cho mình Còn mình nhìn thẳng lên đây Sẽ là toàn bộ cái vườn tiêu Và chạy thẳng lên sẽ là đầu cái vườn điều Mà lúc mà tiền lộ nhựa thanh quay Dạ thì nãy giờ em có quay đầu đuôi toàn bộ Hết diện tích mảnh đất Sao, chủ nhà gửi bên tụi em quay bán. Đến đây Thanh xin phép tạm dừng video. Hẹn gặp quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư và những video tiếp theo của Thanh nha.